Huh? Mày ăn bắp cải xuống đi mà lấy. Ăn bắp cải xuống là tao mà lấy. Hả? Hoàng mới gấp cái gì vậy? Cái hồng xiêm này quả to thế. Thoải mái được đi rồi. Thế thì bạn lại làm YouTube tiếp. Thế thì tao lại làm kênh về gà trọi. Quay á. Hả? Quay á. Đóng clip á. Ừ. Bạn làm kênh về gà trọi. Hả? Chỉ có chồng với con mới đi hát xong nữa nên con gái gãy kẻ tiếp. Bọn này nó phật quá ạ. Cái gì? Phải nướng hết.